Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ukraine cho phép tù nhân gia nhập lực lượng vũ trang. Chấn động Hoa Kỳ: Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, một tổng thống đương nhiệm phải xét nghiệm ma túy trước các cuộc tranh luận. 40% số người biểu tình bị bắt ở đại học California ở vai không có mối quan hệ nào với trường này. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Reuters dẫn cơ sở dữ liệu của Quốc hội Ukraine ngày 17 tháng 5 cho biết, Tổng thống Zelensky đã phê duyệt và ký ban hành luật cho phép tù nhân gia nhập lực lượng vũ trang gần 2 tuần sau khi dự luật được thông qua tại Quốc hội. Luật mới cho phép ân xá những người bị kết án nếu họ ký hợp đồng gia nhập quân đội. Một số quan chức cho rằng đạo luật này có thể giúp quân đội Ukraine có thêm tối đa 20.000 binh sĩ. Những người bị kết án về các tội nghiêm trọng nhất như giết người, hiếp dâm và tội phạm an ninh quốc gia sẽ không được phép nhập ngũ. Ngoài ra, tổng thống Zelensky còn ký luật tăng mức phạt đối với những người trốn quân dịch lên tới 8.500 hryvnia, tương đương với 218 đô. Trong khi đó, mức lương trung bình hàng tháng ở Ukraine là khoảng 560 đô. Từ lâu, nhân lực đã là một vấn đề khó khăn đối với quân đội Ukraine khi họ phải chiến đấu với lực lượng Nga được trang bị tốt hơn. Vấn đề thiếu nhân lực ngày càng trở nên trầm trọng hơn trong những tháng gần đây, khiến Ukraine phải đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn đối với những người trốn quân dịch. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng việc thiếu nhân lực là vấn đề lớn nhất của Ukraine. Nguồn cung cấp vũ khí mới đặc biệt là từ Washington dự kiến sẽ sớm được chuyển giao tới tiền tuyến. Để giải quyết bài toán nhân lực, Ukraine đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 với độ tuổi gia hạn là 60. Đồng thời chính phủ Ukraine cũng đã tạm thời đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với nam giới trong độ tuổi quân sự cư trú ở nước ngoài. Ngoài ra thì tổng thống Zelensky cũng ký một đạo luật yêu cầu nam giới thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự vì khuyết tật phải trải qua cuộc đánh giá y tế khác cùng đạo luật yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến về những người đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Chấn động Hoa Kỳ, lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một tổng thống đương nhiệm phải xét nghiệm ma túy trước các cuộc tranh luận. Quý vị thân mến, Tổng thống Donald Trump đã thông báo vào hôm tối thứ Sáu rằng ông sẽ đưa ra một yêu cầu đặc biệt nhưng quan trọng với Joe Biden trước khi bắt đầu cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên vào tháng 6. Nhân tiện, tôi cũng sẽ yêu cầu kiểm tra ma túy, Nhận xét của Tổng thống được đưa ra tại bữa tối Lincoln Reagan của đảng Cộng hòa ở bang Minnesota, nơi ông không chỉ có bài phát biểu về nền kinh tế và nhập cư mà còn dành nhiều thời gian để chế nhạo đối thủ chính trị của mình. Ông nhấn mạnh các cuộc tranh luận Tổng thống sắp tới vào năm 2024 mà Joe Biden cuối cùng đã đồng ý. Tổng thống Trump lưu ý, tôi không muốn ông ấy đến như thông điệp liên bang, ông ấy ban đầu cao như diều nhưng đến cuối buổi tối, Biden đã kiệt sức, đó là biểu hiện của việc dùng chất cấm. Tổng thống Trump cũng chế nhạo CNN, người sẽ tổ chức cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên, gọi Jay Tapper, một người điều hành được nêu tên là Tapper giả mạo. Tổng thống Trump nói, Ôi, tôi không nên nói điều đó, tôi đang tranh luận cho họ. Trước đó vào buổi tối, Tổng thống Trump đã nói đùa rằng Biden sẽ tăng tốc cho cuộc tranh luận Tổng thống và chỉ trích đảng Dân Chủ vì không thể đi lại, nói chuyện hoặc sâu chuỗi hai câu lại với nhau. Thưa quý vị, quý vị còn nhớ trong lần đọc thông điệp liên bang của Biden, Tổng thống Trump cũng từng cáo buộc Joe Biden sử dụng chất cấm bằng những dẫn chứng cụ thể. Phát biểu với đài phát thanh Hearst Hewitt hồi tháng trước, Tổng thống Trump khẳng định rằng Biden có biểu hiện phê thuốc khi đọc thông điệp liên bang vào hồi tháng 3, gọi đây là thông điệp liên bang tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Ông tiếp tục nhắc lại vụ bê bối hồi năm 2023 khi cơ quan mật vụ phát hiện ra một túi cocaine tại Tòa Bạch Ốc, cho rằng Biden có thể bằng một cách nào đó đủ sức đọc hết bài phát biểu thường niên dài hơn một giờ. Tổng thống Trump cho biết, tôi đã theo dõi thông điệp liên bang của ông ta. Ông ta tỏ ra rất phấn khích khi bắt đầu và nhanh chóng mất hết sự hứng phấn khi đến cuối bài phát biểu. Có điều gì đó không ổn đã xảy ra. Một bịch ni lông chứa cocaine được phát hiện ở khu vực lối vào cánh tây nơi du khách gửi đồ đạc và thiết bị điện tử trước khi tham gia vào hôm 2 tháng 7 năm 2023. Sau khi mở cuộc điều tra, cơ quan mật vụ tuyên bố dừng điều tra chỉ sau vài tuần, kết luận rằng không thể xác định được chủ sở hữu số ma túy trên. Động thái này đã khiến những người chỉ trích ông Biden phẫn nộ, khi nhiều người cho rằng số cocaine có thể là của Hunter Biden, người từng thừa nhận về việc lạm dụng chất kích thích. Tòa Bạch Ốc chính thức phủ nhận mọi liên quan của gia đình Biden trong vụ ma túy ở Tòa Bạch Ốc và ca ngợi cuộc điều tra kỹ lưỡng của cơ quan mật vụ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng, ông Biden cần được xét nghiệm ma túy trước khi hai người tham gia tranh luận trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 sắp tới. Vị tỷ phú trước đó đã thách thức đương kim Tổng thống tranh luận với ông mọi lúc, mọi nơi. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy đa số cử tri lo ngại về sức khỏe tinh thần của ông Biden. Một cuộc thăm dò do hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC thực hiện vào tháng trước cho thấy, 70% cử tri Mỹ không tin rằng Biden có đủ sức khỏe tinh thần để tiếp tục làm tổng thống. 40% số người biểu tình bị bắt ở Đại học California ở vai không có mối quan hệ nào với trường này. Thưa quý vị, theo các số liệu do giới chức trách công bố, 40% số người bị bắt trong cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại Đại học California ở Vi UCI không có mối liên hệ nào với trường đại học này. Ông Tom Vazit, phát ngôn viên của trường đại học này, xác nhận rằng 47 cá nhân đã bị bắt giữ, trong đó có 26 sinh viên, hai nhân viên mà 19 người không liên quan với trường này vì làm gián đoạn các hoạt động của trường đại học không giải tán và xâm phạm. Họ đã được đưa đến nhà tù quận Cam, bị khởi kiện, sau đó bị ra hầu tòa và được thả. Vào ngày 16 tháng 5, các lớp học được tổ chức từ xa sau khi dỡ bỏ một khu cắm trại ủng hộ Palestine tại Đại học California ở Vine một ngày trước đó. Kể từ khi được thành lập cách đây 2 tuần, khu cắm trại này phần lớn diễn ra trong ôn hòa, Thế nhưng, những người biểu tình vào lúc 2 giờ 30 phút chiều ngày 15 tháng 5 đã chiếm giữ giảng đường khoa học vật lý của trường đại học này, gây trở ngại cho các lớp học và vi phạm chính sách của trường, khiến cho các viên chức nhà trường phải yêu cầu dỡ bỏ khu cắm trại. Ông Howard Gilman, hiệu trưởng trường đại học California, ở vai cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng, quyết định của họ là biến một tình huống có thể quản lý được mà không cần có sự tham gia của cảnh sát một tình huống đòi hỏi phải có một cách ứng phó khác tôi chưa bao giờ muốn điều đó tôi đã cố gắng hết sức để ngăn chặn điều này xảy ra những người biểu tình ở nhiều lứa tuổi và sắc tộc khác nhau bị còng tay và áp giải đến các xe cảnh sát gần đó trong bãi đậu xe của trường học. Một số người hét lên rằng giải phóng Palestine khi bị giải tán, một số người trong số những người bị bắt giữ im lặng khi được giới truyền thông đặt câu hỏi. Không rõ là có bao nhiêu người biểu tình có liên hệ với trường đại học này, điều này không được các quan chức Đại học California ở xác nhận. Một số người sẵn sàng ngừng lại khi cảnh sát tiếp cận và bắt giữ họ mà không xảy ra xung đột nào, trong khi những người khác bị cưỡng chế bắt đi. Trong đó, một số người được nhìn thấy là đã ném chai nước và đồ vật vào đội hình cảnh sát đang tiến tới. Sau khi bị cảnh sát đẩy lùi vào công viên Oris của khuôn viên trường, tính đến, đến 7 giờ tối, khoảng 300 người biểu tình vẫn ở lại. Khoảng 8 giờ 10 phút tối, cảnh sát thông báo những người còn lại có 5 phút để giải tán hoặc là bị bắt giữ hầu hết đều rời đi sau cảnh báo đó. Có thể nghe thấy một giọng nữ trong những người biểu tình yêu cầu những người biểu tình rời đi và quay trở lại vào một ngày khác. Các thông báo đình chỉ một số sinh viên đại học California ở mới đây, trong đó có một số sinh viên tiến hành đàm phán với các viên chức của trường đại học, được cho là đã dẫn đến việc chiếm giữ tòa nhà khoa học. Một bài đăng trên mạng xã hội có tiêu đề UCI hãy thoái vốn, nói rằng họ đang giành lại trường đại học cho Palestine và cho người dân. Vào ngày 8 tháng 5, nhóm này nói rằng trường đã ban hành lệnh đình chỉ tạm thời đối với nhiều sinh viên tham gia khu cắm trại, bao gồm cả những người trong nhóm đàm phán. Nhóm này lưu ý trường đã đồng ý tiếp tục đàm phán, nhưng vẫn tiếp tục đình chỉ. Họ lập luận trong tuyên bố đó rằng, làm thế nào chúng ta có thể đàm phán nếu các nhà đàm phán của chúng ta bị cấm có mặt tại trường và cả học trực tuyến tại UCI? Ông Gilman, hiệu trưởng của trường đại học này cho biết, những người biểu tình yêu cầu họ giám sát phần lớn các hoạt động của trường liên quan đến quản lý, giảng viên, sinh viên, nhân viên và bỏ qua các quy tắc trong khuôn viên trường. Mà theo ông, điều này là không thể dùng thứ được những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do emily và cộng sự thực hiện cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh btv e time